chào cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Cả nhà ơi, hôm nay là ngày mùng 1 đầu năm của 2023. Như kính chúc cả nhà mình có một năm làm ăn phát tài phát đạt, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Làm đâu thì được đó nha cả nhà. Thì giờ hai vợ chồng với lại con của Như là đi qua bên lộ lấy xe để đi mừng tuổi ông bà nội, ông bà ngoại với lại ông cố bà cố. Thì giờ gia đình của Như lên lộ để đi nha. Giờ là đi lên lộ để lấy xe. Sáng này cầu trơn quá. Đó. Mình lên mình lấy xe để đi nha. Sắp đến nhà mẹ của Như rồi. Đây, con đường quen thuộc. Mỗi năm thì Như sẽ đi qua nhà nội trước, qua nhà ngoại sau. Mà lý do là năm nay Như đậu xe về mấy bên đây, cho nên là thuận đường nào thì Như sẽ đi đường đó. Giờ là sẽ đi nhà ngoại trước, xong rồi sau đó sẽ đi nhà nội. Nhà cha Như thì trồng rất là nhiều hoa luôn nha. Hoa giấy, mẫu đơn, hoa mai, đó. Đó, nhiều hoa lắm nha. Mẹ ông mới kìa. Cha không mấy ghê à. Trời, cái mai này đẹp quá ha cha ha. Mai chùm luôn nè. Cái mai chùm luôn nè. 24 cánh. Ủa cái nào trăm ngoài cánh đâu à cha. Ủa đó chưa nở sao. Cái này là ra lối mùng 10 cũng còn mai. Cái cây này là chơi được sao nè. 150 cánh luôn hả. Ô dữ gì. Quá trời luôn. 150 cánh luôn cả nhà ơi. Cha cút trước cút sau đang cho để con mai hoài luôn. Nó ra lơ mùng mười mấy còn cái mai này. Nhưng mà nó còn nhỏ lắm, nó chưa có lớn không nha. Nó cánh nhiều nhưng mà bông nó hơi nhỏ. Cánh nhiều bông nhỏ. Đẹp quá à. Cái cây đó đó, bông bông bự vậy. Cái bên đó đó, cái cây bự bên đó đó, bông bự. Đây là cái cánh bự. Dạ. Cô sẽ đầu tư một cặp mắt kính gì? Xuyên thấu. Xuyên thấu không ạ? Đẹp không? Nữa Tiểu ơi. Gia nhà ngoại sẽ hái lộc đầu năm. Lộc này to lắm nha. Đại cát đại lợi. Cung hỷ phát tài. Giờ chỉ còn đợi cậu ba về nữa là mình được hái lộc rồi nha. Nữa đi nữa đi. Rồi bắt đầu hái lộc thôi cả nhà ơi.
Rồi lửa ai, lửa ai đi kiếm ai. Rồi. Bức dụi bông cây mai của ngoại luôn mấy đứa ơi. Rồi Phan nó giải nha, Phan nó mở nha. Rồi. Còn à, chế hai với gót. Chế hai chế ba chưa thì bạn. Đây, giờ tới Như nha. Xích gà, xích gà, xích gà, kìa, camera kìa. Đây, đây của Như nha. Rồi còn một tấm của chế hai hả? Con làm giùm chế hai luôn ha. Rồi con đưa cho chế hai đi, con khỏi khui ha. Ôi, rứt mày của mày. Rồi. Cho mẹ nó, chờ nó lấy cho mẹ nó rồi. À, ở chân của con, chân cuối cùng luôn hả? Trước đi, là trước đi, tôi trước đi, tôi trước đi. Ủa gia đình nhí thăm lớn cũng có chơi luôn vậy hả? Rồi nè. Rồi chụp hình nha, nguyên gia đình mình chụp hình năm mới ba đến là năm mới nè, con chúc cho ba mẹ được, cha mẹ được nhiều sức khỏe, sống đến răng long đầu bạc, làm ăn thì phát tài phát đạt, mằng đâu được đó, mằng gì được nấy, nuôi tôm trúng tôm, nuôi cua trúng cua, buôn may bán đắt, chúc cha mẹ dồi dào sức khỏe. Cảm ơn mấy con. Cảm ơn mấy con, cha chúc lời cho tất cả các con, và các cháu, xin về đất muốn gì được nấy. Rồi con cảm ơn cha mẹ. Rồi năm mới con mừng tuổi cha mẹ, con chúc cha mẹ càng ngày càng trẻ ra, tiền vô như nước, vàng vô đầy túi. Rồi năm mới cái út chúc cha chị mẹ lúc nào cũng hạnh phúc, anh em ngọt nha. Giờ già sức khỏe lúc nào cũng vui vẻ hạnh và trẻ mãi luôn, lúc nào cũng đẹp, mà ăn tiền nhiều năm sau lì xì bao phải có 2 triệu vô. Sao phải lên mỗi năm mỗi lên. Mẹ chúc các con á là hạnh phúc nguyên năm, dạm vô cửa trước, tiền vô cửa sau, hai cái gặp nhau, chui vào tủ sắt. Rồi giờ mình chụp hình nha. Rồi cả nhà. Rồi lại sao? Rồi chụp hình đi coi lì xì. Con bỏ tiền. Con đưa cô hai cho con một cái gì xì. Con làm lại đây, con nói sao? Hạnh phúc nguyên năm. Nguyên năm hay là huyên năm? Rồi. Rồi giờ cô hai lì xì cho boy ha, Tin ha, Tin mặc áo vàng, cô hai lì xì màu vàng ha.
Cô cảm ơn cô hai. Cô cảm ơn cô hai. Rồi tới đủ nè. Rồi đủ đi. Cảm ơn cô chú, cả nhà hạnh phúc, sung túc đủ rồi. Tổng nghiệp của Mai, một trời vui mới, dự là cái gì kính chúc kính chú. Trời hay quá, cho đủ làm lại cái quận nữa cho cô hai nghe nè. Rồi, năm mới đến chuyện năm. Rồi làm lại nè, sao? Rồi chúc đi. Lớn lên nè. Năm mới bé chốt cả nhà hạnh phúc, sung túc đủ đầy, làm nhiệm vụ Mai, hợp tràng xuân mới, như cơ người già sức khỏe kính chúc kính chốt. Trời hay quá. Dì hai chúc đủ năm mới được nhiều sức khỏe ha. Lớn lên là xinh đẹp ngoan hiền học giỏi nha. Rồi. À con nào? Con nào thích màu nào? Thích màu nào? Rồi. Đi màu lạ. Rồi Tiger, cái Tiger. Ây da. Con có người vậy con. Rồi tới Bo nè, cô hai lì xì cho Bo nè. Hả hai đi. Hả hai đi. Yeah yeah yeah, mừng dữ rồi. Mừng dữ rồi. Cũng không kìa. Đánh lừa thì giác. Đánh lừa thì giác. Rồi thôi mừng tuổi Út cái đã. Bắt tay lại. Rồi hay quá. Con ngựa đó nghe, con ngựa khéo khéo nha con gái. Rồi rồi giờ dùm chiếc hai luôn, rồi đem cho chiếc hai đi. Tiếp bo kìa. Ui hai tờ luôn kìa. Dữ rồi, dữ rồi. Dữ rồi, dữ rút cho anh hai luôn đi, rút cho mình hai luôn đi. Trời chưa chưa khui tiền, rồi, ham tiền quá trời ham tiền vậy trời. Mình sẽ qua bên nhà của bà nội, nhà của cô á. Rồi giờ đủ chúc bà cố nè. Đủ chúc bà cố nè. Nội khỏe nội ơi. Sáng nay ăn gì chưa? Nó lớn rồi nha. Nó lớn. Nhớ tiếng rồi hả? Rồi đủ 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 chúc chúc bà cố đi đủ rồi. Rồi con lì xì cho nội, con chúc cho nội là sức khỏe dồi dào. Năm mới thì càng ngày càng khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi với con cháu nghe nội nha. Nha. Yeah. Rồi. Rồi hung cố đi, con vô hung cố đi. Rồi chưa vô hung cố đi. Rồi chưa vô hung cố đi. Con giữ ta. Rồi. Con chúc cố đi, con chúc cố đi. Đi ra xá cố rồi nhung cũng nhau cho nội cho vô. Dắt vào còn tình đầy tim nữa. Rồi hãy ra thắp nhang cho ông nội. Giờ là em Như đang thắp nhang cho ông nội. Như qua nhà của bà nội Như là bà cố của tụi nhỏ xong rồi thì giờ gia đình Như đang di chuyển tới nhà bên nội. Cả nhà ơi, giờ Như đang đi trên cái con đường gọi là con đường hoa cả nhà. Thì cái con đường này là đợt rồi thi thì được giải nhì ở cấp tỉnh á, cho nên là rất là đẹp luôn. Bây giờ Như đi sẽ đi dài dài vô trong nữa. Cái con đường này thì được hội phụ nữ
ở bên ấp nè, làm nói chung là rất là lâu luôn nha. Con đường này phải nói là làm rất là lâu chứ không phải là mới đây. Để được một con đường như vậy thì tất cả các dì, các chú, các cô, các anh chị em ở đây là đồng lòng làm đó, trồng từng cái bông, từng cái hoa, từng những cái cây kiển như vậy nè mới được đẹp như ngày hôm nay. Thì cũng lâu rồi đó, cũng mấy năm rồi. Cả nhà thấy cái đường đẹp không? Đây, vừa nhà đi sâu sâu vô trong nữa. Cái đường này á thì trước khi làm á, Như không nghĩ là nó đẹp như vậy đâu. Như nói thật, không thể hình dung ra được. Nhưng mà sau khoảng mấy tháng nay Như quay qua quay lại đây đi đường này. Trước á thì Như đưa đi học sinh á bằng đường này không à. Nhưng mà sau thì mới dời xe. Trước thì gửi xe nhà nội, mà sau thì mới lấy xe gửi về mép đường bên nhà bà ngoại á, thì để cho đi cái đường nó gần hơn á, nó thuận tiện cho gia đình Như đi hơn á, thì ít đi cái đường này. Bây giờ đi lại nhìn nó khác lắm luôn cả nhà, đẹp lắm luôn nha. Đây, chậm chậm lên anh ơi, chậm chậm lên đi trợ lý ơi. Đó, cả nhà thấy đẹp không? Đẹp lắm luôn á. Rồi anh dừng lại, đem em quay về lại đây để Như đi lại một vòng cho cả nhà xem nha. Đó, đây đẹp không? Đẹp lắm cả nhà ơi. Chủ nhà hình như ở mấy bên kia. Ăn Tết lớn rồi chị ơi. Dạ. Đây, đẹp lắm luôn cả nhà, đúng không? Phải nói là tỉa từng chút mới được như vậy nha, chứ mà còn mà chồng mà như kiểu của Như là thua rồi, không đường nào mà đẹp được vậy đâu. Đó, thấy đường không? Đó, dạ. Đây, nguyên một con đường luôn. Trời, sao mà Như không hiểu, Như không nghĩ là nhiều chị ở trong này giỏi lắm luôn á. Nhiều chị, nhiều cô, gì chú bác trong này giỏi ơi là giỏi luôn á. Để được một con đường như vậy đâu phải là chuyện dễ dàng một ngày một bữa đâu cả nhà. Phải nói là rất là lâu luôn á. Đến nhà nội rồi. Ông nội bà nội đang karaoke. Hay quá ông nội ơi. Cha mới qua, mẹ mới qua. Ông nội bà nội đang karaoke. Đưa đi con, mình tay đưa đi. Mỗi áo nè, ông khách nha. Ca sĩ. Trời, sáng ca sớm thương ta yêu đời dữ vậy trời. Ê, kéo cái áo xuống đây nè. Lôi bụng mở nè. Sáng nhậu sớm vậy ra trời. Chú mình hiện đang còn chay tâm nha. Ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại Như. Gã bán luôn. Cảm ơn con gái. Giờ cảm ơn Diễm nhiều. Tết qua Tết mình ăn phát đạt, thắng tài, thắng lợi, thắng bình an. Rồi, giờ năm mới là con mừng tuổi cha mẹ, con chúc cha mẹ là được nhiều sức khỏe, làm ăn thì phát tài phát đạt, sống lâu trăm tuổi, mặn gì được đó, mặn đâu được đấy, nuôi tôm trúng tôm, nuôi cua trúng cua,
Rồi con mừng tuổi rồi, mẹ. Mẹ cảm ơn con. Con mừng tuổi cha. Cảm ơn con. Dạ. Nè bà nội cho anh tay lại. Qua năm tới là học thật giỏi. À, nghe mạnh khỏe và học thật giỏi, nó để xuất sắc luôn. Mình cười hay hay. Mình cười hay hay. Bà nha, bà cho địa chỉ cho Biên là cho Biên mạnh khỏe và học thi rất giỏi nha. Con chúc bà nội sở luôn. Sở dụng con. Sở dụng con. Là phát tài. Trẻ mãi không già. À, tình đầy tim luôn mới chịu nghe. Tốt cho con học giỏi. Sớm làm bà hậu đi đó. Chú. 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 Rồi tới Biên chúc chú Út nè. Mau có vợ cho có thím Út. Mau có vợ cho có thím Út. Nè nè nó mau có vợ cho có thím Út. Chú có thím Út. Mà sao lắc đầu? Làm ăn phát tài. Tiền vô như nước sổ. Dồi dào. Rồi, à, bác hai chúc con năm mới nha. Càng ngày càng đẹp trai nha. Học thiệt giỏi nha. Rồi. Giờ mình vô chụp hình, gia đình mình vô chụp hình ha.